anh dặn chỉ gì hai chữ lời dặn. Thì người lao đao còn người kia sống trong giang dầu, kiếp sống vô thường quá nhiều khổ đau. Đợi thừa máy bay đói hay làm kiếp con người, nơi chốn du hành là địa ngục chân gian. Mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lăn quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi, sống ở trên đời đừng nên chua chát với người với ta. Sống trong xa hoa, sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh, không ghét, không hận thù thì buồn xuôi sự khổ như mấy chiều vào thu. Đợi cửa chiếm bao đêm thao đêm nhiều trắng trở, ai sống thuần người như là thế thương thân. Thì ai ơi, sao mà trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cặn bụi mà thôi. Thừa máy bay đâu ai hay dặn khi con người, nơi chốn du hành đã địa ngục chân gian. Mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lăn quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Đời đừng nên chua chát với người với ta. Sống trong xa hoa, sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh, không ghét, không hận thù thì buồn vui dữ khổ như mấy chiều vào thu. Đợi cửa chiếm bao đêm thao đêm nhiều chắc chờ,